hai đứa làm gì mà khóc ở đây? Ở cái gì mẹ, mẹ không tắm mẹ. Thôi nghỉ một tí đã mẹ chưa? Đó chưa, hai đứa. Ăn xong là hai đứa ở nhà nhá. Ở nhà. Ai thua? Em thua. Em này thua à? Thua. Anh thua thì bát. Hai đứa này đang làm cái gì đấy? Dạ, bọn con đang chơi thôi ạ. Ăn bim bim hết của em rồi, cái này để cho em của gì cơ mà? Cháu không biết ạ. Ờ nhờ, thế bố đi đâu rồi? Bố ngủ nhiều, say rượu ạ. Bố thì say rượu. Cả ngủ cả buổi sáng nay à? Vâng ạ. Thế hai đứa đi là đi học về cũng không nấu cơm, nấu nước gì à? Ngồi ở đây ăn le la hết, nhà cửa bẩn hết rồi. Đi nấu cơm đi. Lúc nào cũng một chai rượu ở cạnh, uống rượu cá muối. Dậy nấu cơm nào. Uống đi. Nước thì không có uống. Đi làm về mệt cũng không có nước uống. Hai bạn đứa này đi học về cũng không biết nấu cơm. Cơm nước không có.
cơm đi. Không nấu được cơm thì đi ra ngoài nấu nè. Đi học về lâu rồi cơm nước cũng không nấu cho dì ăn. Dì đi làm về mệt. Ôi, nấu cơm nấu nước thế hả con ơi? Cháy hết rồi. Con đi ra ngoài đi. Con đi ra khỏi cái nhà này đi. Về không ngủ làm cái gì hết. Đi rồi. Quần áo đây. Đi đi. Không về cái nhà này nữa đâu. Đừng có về cái nhà này nữa nhá. Không biết làm cái việc gì hết. Đây. Quần áo đây, chăn màn đây. Cho nó tí hết. Đi đi. Đi. Đây. Cặp sách đây. Đi. Đây, cút đi. Em ơi, bây giờ chị hai chị em mình biết đi đâu? Không biết được nữa. Hai đứa làm gì mà khóc ở đây? Bọn cháu bị gì ghẻ đuổi ra nhà. Thế bây giờ là định đi đâu? Bọn cháu cũng không biết được ạ. Thế thì ở với ông nhá. Vâng ạ. Đi, đi theo ông á, một mình ông khác ở thôi. Vâng ạ. Thế tốt quá. Vâng. Vâng, ông đi đánh cá về. Tối nay lên ở với ông nấu cá cho ăn nhá. Vâng ạ. Ờ, thế thì đi theo ông. Đấy, rửa cái mặt đi, không có bẩn lắm rồi đấy. Đấy, để ông rửa mặt cho. Không ở với gì mà bẩn lắm rồi đấy. Không tắm mà. Đấy, bây giờ đẹp à, gái lên luôn, xinh luôn nhá. Bận quá rồi. Con nhớ bố không? Hôm nào bảo bố lên thăm. Bố mày say rượu suốt ngày. Rồi, đây đây. Đi. Nhà ông còn xa lắm đấy. Còn xa lắm đấy, mới đến nhà đấy. Đói cơm chưa? Ở đây là nương của cam của ông à? Vâng. Sao ông trồng được nhiều cam thế? Vâng, sắp chín rồi đấy, xem nên bán rồi đấy. Ừ, chẳng lâu rồi, đi lên đi, mua lắm. Nhanh lên, tối rồi. Thôi, nghỉ một tí đã, mệt chưa? Mệt rồi ạ. Nghỉ đi. Đấy, ông lấy cam cho ăn. Đấy, cam của ông đấy, ông bóc cho ăn.
đi, đi lên tiếp đi. Tí tối đấy. Đến nhà rồi. Nhà ông đẹp nhỉ? Đấy, nhà ông đẹp không? Có. Nấu cơm ăn luôn. Thế nào? Có buồn không? Chồng nhớ bố ạ. Nhớ bố à? Thôi gì đuổi thì ở với ông, chịu khó hộ ông quét nhà quét cửa từ giờ. Thế ông sẽ đưa đi học đi ấy nhá. Hai cháu lấy đồ lên trên gác đi. Xong là ông nấu cơm cho ăn. Đói chưa? Hai đứa đói cơm chưa? Ôi. Nếu Việt bị sao rồi. Xong là cho đốt lửa lên một tí là tắt luôn tí nó lên cao thì hắn tắt. Tưởng nó tí không khó. Bắt đầu đi Cường ơi. Đó. Đúng phải rồi. Ông ơi, cháu đói lắm rồi. Đói chưa? Đói ạ. Đói. Đói chưa? Đây. Đấy, đói thì ăn nhiều vào. Thank you.
Ăn này. Ăn no mà nhá. Đây. Ăn đi, hai đứa ăn đi. Nhớ bố không? Rồi, ở với ông cũng được, mai bố khác lên thăm. Bố sẽ chịu cả ngày làm được cái gì. Hai đứa vào ngủ đây. Ngày hôm nay ngủ tạm đấy nhá, mai đi mua cái khác về. Ngủ đi. Ngủ đi, ngủ đi, xuống ngủ đi, nằm ngủ đi. Ông cũng ngủ nốt. Hai đứa dậy đi, rửa mặt đi. Rồi, mày ở với gì mày? Không sạch sẽ được, mẹ về ở với ông mẹ rửa mặt sạch sẽ xinh gái ngay đấy. Đấy. Đây chải tóc cho. Đi ra đây. Đứa này có như thế nào làm sao thì phụ thuộc vào hai sự nỗ lực của hai cháu nhá. Đấy, hai đứa quét nhà đây. Ông đi lấy ngô về cho nướng ăn sáng. Quét nhà đi làm. Tránh nha, tránh nha, để ông đổ, đổ ngô vào.
hai đứa ở nhà nhá. Ông đi lấy cây về làm cái này cho nhà nó đẹp một tí nhá. Nhanh lên, chút nhanh lên. Đưa đi. Đấy, mọi người quét đi, quét cái này làm cho. Quét cho nó đẹp đấy. Đấy, búng dọn những cái rác kia đi. Dọn dọn nè, quét cái này đi.
xong là đi lấy rau nhá. Đi lấy rau, rau ông trồng ở kia kìa. Đấy đấy đấy. Nương rau ở kia, với là lấy rau này, lấy ngô này, với là lấy lá dong này, tối ông về là ông gói bánh cho để ngày mai ăn sáng xong là đi học nhá. Ông đưa đi học nhá. Ăn xong chưa? Đi thế thì đi lấy ngô đi. Lấy ngô, lấy rau. Tí về mới nấu nướng, sắp tối rồi. Ông ở nhà ông ấy lửa cho. Đi về sớm nhá. Đi lấy cả lá rong đấy nhá. Đấy, vườn ngô của ông kia à. Đây, 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 cứ thẳng đi nhá. Lấy xuống hào nhá. Chị lấy quả này vào lòng sọt đi. Vâng. Đấy. Hai đứa, một đứa đi rửa nồi rửa ấy, mà hai đứa đâu cơm nhá. Ông đi lấy chạy đi ra chợ lấy đồ một tí nhá. Vâng.
đi. Cơm đi. Ngon không? Cơm đây mình chỉ ăn cơm. Cơm đây. Cơm xong là học bài nhá. Sáng mai đi học sớm. Hai đứa học bài đi, lấy túi xuống lấy học bài đi, mai còn đi học. Ông làm bánh mì cho bọn cháu đi học hả ông? Vâng, ngày mai ăn sáng xong là đi học nhá. Vâng. Đây.
mình chưa có tiền, mình ăn sáng thì lấy làm bánh. Mai bắt đầu mình bán được cam là bắt đầu có tiền để ăn sáng. Đi học phải nghe lời cô giáo nha. Đẹp chưa? Đấy. Đẹp không Yến? Có. Đấy, bây giờ là lấy nước xuống. Xếp bánh vào. Đấy. Ngày mai đi học được bánh ăn sướng luôn nhá. Ừ. Ở với ông có vui không? Có. Thế mai bố mẹ bố với là gì về đón thì có đi không? Ôi, đâu vui, đâu ở với ông vui hơn. Thế, ở với ông sướng hơn nhỉ? Vâng. Đấy. Hai đứa dậy rửa mặt đi. Nhanh nhanh nhanh, rửa mặt xong là con đi học. Nhanh lên. Đấy, ăn đi, ăn xong là ông dẫn đi học. Đi đến đường cái là khác đi nhá. Ừ. Bánh ngon không? Có. Ừ. Là có bạn đi học rồi. Có con đi học. Ờ, đi nhá. Đi học nghe lời cô giáo nhá. Ông đang mài dao, hai cháu đi học về chưa? Vâng. Ờ. Thế thì vào trong ăn bánh với là ăn cơm, cơm đi nhá. Vâng. Ờ, ông mài dao không à? Thank you.
Cho ông tôi đi hồ ông chuyển cái này đi. Đây hồ ông vào. Nhanh lên lấy cầm nhiều vào. Bao cháu làm lúc xong ngay nhỉ. Từ từ ăn cơm nhá. Từ từ. Hai đứa ở nhà nhá. Ông đi lấy cây về làm cái này cho nhà nó đẹp một tí nhá.
nhanh lên, xúc nhanh lên. Đưa đi. Đấy, mọi người quét đi, quét đây, làm sao? Quét cho nó đẹp đi. Đấy, búng dọn những cái đá kia đi. Dọn này, quét quét đi. Xong là đi lấy rau nhá. Đi lấy rau, rau ông trồng ở kia kìa. Đấy đây đây. Nương rau ở kia, với là lấy rau này, lấy ngô này, với là lấy lá rong này, tối ông về là ông gói bánh cho để ngày mai ăn sáng xong là đi học nhá. Ông đưa đi học nhá. Xong chưa? Ừ, đi thế thì đi lấy ngô đi. Lấy ngô, lấy rau. Tí về mới nấu nướng, sắp tối rồi. Ông ở nhà ông ấy lửa cho. Đi về sớm nhá. Đi lấy cả lá rong đấy nhá. Đấy, vườn ngô của ông kia. Đây đây đây, cứ thẳng đi nhá. Lấy xuống hào nhá. Chị lấy quả hay là vào lòng sọt đi. Rồi.
hai đứa, một đứa đi rửa nồi rửa ấy, hai đứa đâu cơm nhá. Ông đi lấy chạy đi ra chợ lấy đồ một tí nhá. Thank you.
cơm đi. Ngon không? Cơm đây mình chỉ ăn cơm. Cơm đây. Cơm xong là học bài nhá. Sáng mai đi học sớm. Hai đứa học bài đi, lấy túi xuống lấy học bài đi, mai còn đi học. Ông làm bánh mì cho bọn cháu đi học hả ông? Vâng, ngày mai ăn sáng xong rồi đi học nhá. Vâng. Đấy. Mình chưa có tiền, mình ăn sáng thì lấy làm bánh. Vâng. Đấy. Mai bắt đầu mình bán được cam là bắt đầu có tiền để ăn sáng. Vâng. Đấy. Đi học phải nghe lời cô giáo nha. Vâng. Đẹp chưa? Đấy. Đẹp không Yến? Có. Đấy, bây giờ là lấy nước luôn. Xếp bánh vào. Đấy. Ngày mai đi học được bánh ăn sướng luôn nhá. Ở với ông có vui không? Có. Thế mai bố mẹ bố với là dì về đón thì có đi không? Ôi, cháu không đi đâu, ông vui hơn. Thế, ở với ông sướng hơn nhỉ? Vâng. Đấy.
Hai đứa dậy rửa mặt đi. Nhanh nhanh nhanh, rửa mặt xong là con đi học. Nhanh lên. Đấy, ăn đi, ăn xong là ông dẫn đi học. Đi đến đường cái là khác đi nhá. Ừ. Bánh ngon không? Có. Ừ. Là có bạn đi học rồi. Có con đi học. Ờ, đi nhá. Đi học nghe lời cô giáo nhá. Ông đang mài dao, hai cháu đi học về chưa? Vâng. Ờ. Thế thì vào trong ăn bánh với là ăn cơm đi nhá. Vâng. Ờ, ông mài dao không à? Cho ông rùa đi hồ ông chuyển cái này đi. Đây hồ ông à. Nhanh lên lấy cầm nhiều vào. Đóng.
rồi. Ba ông cháu làm lúc xong ngay nhỉ. Từ từ ăn cơm nhá. Từ từ. Cắt đây rồi. Giữ giữ cái này cho.
Hộ ông lấy chuộng nặng lắm rồi. Lấy cái kéo nha. Rồi, chắc chở bán nha. Khổ dữ nhá. Ai bay vào đây? Anh lấy tiền một con đây. Ai bay vào đây? Ai bay vào? Bay vào đây. Đủ cân chưa? Đủ chưa cháu? Rồi, có trả tiền nhá. Ừ. Càng ngon lắm, mai bác mua tiếp. Thank you.
11 cân tự lấy ra bao giờ. Cúi xuống. Đó, bao thoa nó ngồi mạnh.
từ từ đi. Có cây từ đây sau khung khẩu này nhé. Ông đi vẹo nằm thuốc cho Lan. Thank you.
sao? Ngon không? Ngon mà. Ông no rồi. Chín im nhá, bước đi nè. Thở thú hồ. Bống à? Nào. Hai đứa đi bán cỏ nhá. Ông ở nhà. Thông lan nó khai mắc cô. Khai cân kỳ lai. Khai cân thì tại là thong cân. Hai cân nó ăn cân à. Đấy con đã gửi nhá. Cảm ơn.
cho bà dúng đi. Má đang chứ mà tiến. Đó, đấy, chào thằng Hoàng mà chào chào tiêu mà tiến. Chào ông ạ. Mẹ đi bán về à? Vâng. Bán được không? Có. Ừ. Thế thì vào nhà đi. Uống nước.
xuống cho ông uống nước ấy. Nhanh lên nào. Bài xong chưa? Em muốn trả giá cao ở cả bộ số tiền em có hai lần để chiết ra để trước khi anh được thấy là có được tên không phải thứ nhất bằng cả câu của hai đứa ở nhà học bài nhá. Vâng. Ông đi lấy cây.
Một nồi, hai đứa, một đứa đi nấu cơm, một đứa lấy rau nhá. Vâng. Cơm này. Tôm đi ra cái gì ra cái này. Quản tu đi ra cái gì ra cái này. Quản tu đi ra cái gì ra cái này. Ai thua, ai thua? Em thua. Ôi ôi, đèn thế không biết.
Ông làm vừa làm xong rồi ạ. À. Xong rồi, nên nhá. Ông làm giỏi đấy. Ừ. Không có được nghỉ tí nào đâu. Ông làm đẹp đấy. Ừ, đây, ông rào hết rồi. Đấy. Ngày mai là được trồng rau rồi đấy. Trồng rau. Cắt cam ở đây, lấy tiền đi ăn sáng này. Nhiều thế. Đang đi học nhá, chào ông. Ooh.
kiểu này. Hai cháu đi học về chưa? Đấy, hôm nay ông làm như thế này có được không? Ông rất giỏi đấy. Đi học được điểm mấy? Được 10. Thật á? Tí cho ông xem nhá. Nếu mà được điểm 10 tí ông tối nay ông ngủ gà chiêu đãi. Đâu, xem nào. Cô Lam à? Cháu là điểm 9 luôn. Điểm 9 à? Đấy. Cháu đây ạ. Đâu? Ui dồi, giỏi quá. Cháu giỏi quá. Cất đi. Thế là xong là lên đeo thay quần áo nhá. Chiều hộ ông bán cam. Ăn cơm đi. Hai cháu ăn cơm đi. Cháu mời ông ăn cơm, em mời chị ăn cơm. Học một lúc xong thì đi hồ ông lấy cam đi bán nhá. Vâng. Ra đi hồ ông bán lấy tiền mua xe đạp nhỉ.
Hai đứa lấy xe lên lều trước nhá, ông đi xem nước ruộng nhá, nhá, kéo lên đi.
Hai đứa đi đâu hết rồi nhỉ? Hai đứa đi đâu nhỉ? Lam ơi! Làm gì ở trên đây đây? Ờ, làm gì ở đây? Thế hả? Đâu? Vì làm sao? Ôi, không chờ đâu, không khóc đâu, cùng cam của mình nhà mình còn nhiều mà, nhá, mai mình lại ấy tiếp. Rồi ôi, nó lấy được nhiều không? Một ngọn đi rồi ông ạ. Rồi không khóc nữa, về, cầm cam về đi. Về nhà nấu cơm ăn đi. Đấy, lần sau thì thấy người ăn cắp thì lấy dao đi cứ gõ vào đây. Mai họ về ăn cắp mọi người ơi, bảo thế nhá, không sợ đâu nhá.